Miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt lạnh mạnh vào cuối tháng 11, thời tiết sẽ trở nên khắc nghiệt. Từ ngày 25 đến 27 tháng 11, sẽ có hai đợt không khí lạnh tăng cường tràn về và ảnh hưởng đến nhiều nơi ở miền Bắc. Theo báo Dân Trí ghi nhận từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 20 tháng 11, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Manji đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão giảm cấp nhanh do vào Biển Đông gặp các điều kiện bất lợi như nhiệt độ mặt nước biển thấp, khối không khí lạnh khô. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay Hà Nội nắng hanh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, độ ẩm ở mức phổ biến 62 đến 75%. Theo cơ quan này, do bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại vào ngày 25 tháng 11 và tiếp tục được tăng cường hơn với cường độ mạnh hơn vào ngày 27 tháng 11 nên Hà Nội có khả năng có mưa nhỏ trong ngày 25 tháng 11, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh dần, có cường độ từ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, hạ trục xuống khu vực Trung Bộ. Bão số 9 trên khu vực Đông Bắc Biển Đông di chuyển về phía Tây Tây Nam, suy yếu dần. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu ở Nam Bộ. Từ 72 giờ, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường sâu hơn xuống phía Nam, sau đó ngày 25 đến 26 tháng 11 tăng cường bổ sung thêm ở phía Bắc. Nhiễu động gió đông trên cao ở Nam Bộ suy yếu dần, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ tiếp tục duy trì. Do đó, khoảng ngày 20 đến 21 tháng 11, đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, khả năng có nhiễu động trong đới gió đông di chuyển vào gây mưa cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Về chiều cường, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ tiếp tục xuống chậm trong 1 đến 2 ngày đầu, sau đó xuống nhanh. Đỉnh chiều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên mức báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 21 tháng 11. Theo chuyên gia Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nửa cuối tháng 11 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, không khí lạnh có khả năng sẽ hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ. Theo các dự báo mới nhất thì La Nina, hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi dị thường trong các tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025 sẽ giảm đáng kể. Dự báo trong 3 tháng tới, xác suất xuất hiện La Nina khoảng 50-55%. Với xu thế khí tượng trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1,1 cơn, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh, thành phố phía Nam. Cũng trong khoảng thời gian dự báo, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể, từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm rét hại. Trong đó, riêng các tỉnh tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Các địa phương cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Đặc biệt, tại các khu vực vùng núi có thể xảy ra rét đậm, rét hại kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá. Hiện tượng này có thể tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân, ông Lâm lưu ý. Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Hà Nội sát mức rét đậm. Sau những đợt không khí lạnh nhẹ khiến nhiều người nghĩ rằng năm nay không có mùa đông, miền Bắc sắp đón được không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Trong đợt gió mùa đông bắc này, nhiệt độ sẽ giảm hẳn, ở Hà Nội trở rét, thậm chí có thể tiến sát mức rét đậm, ghi nhận từ báo Tiền Phong. Ở miền Bắc nước ta đang có một đợt không khí lạnh, hanh khô. Dù đây vẫn là đợt không khí lạnh nhẹ nhưng cũng khiến trời se lạnh vào sáng sớm và tối muộn, còn ban ngày vẫn ấm áp, giữa trưa khá nóng do có nhiều nắng.
Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 27 độ C, các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít. Sáng sớm mai là thời điểm mà cái lạnh của đợt này được cảm nhận rõ rệt nhất, khi nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 17 đến 18 độ C. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn có nhiệt độ thấp hơn khá nhiều ở mức 12 đến 14 độ C. Đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu từ khoảng thứ Bảy tới 23 tháng 11 và trời sẽ ấm dần lên, dù không nóng hẳn nhưng độ ẩm tăng nên có thể gây cảm giác oi bức. Theo hầu hết các mô hình dự báo hiện tại, từ khoảng 26 đến 27 tháng 11, một đợt không khí lạnh nữa bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa và tạo cảm giác rõ nhất về mùa đông. Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, trong đó có những ngày nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể chỉ khoảng 20 độ C hoặc hơn một chút. Nhiệt độ sáng sớm và đêm ở Hà Nội có thể xuống đến 15-16 độ C, trời rét, thậm chí rất gần mức rét đậm, dưới 15 độ C. Ở các tỉnh thành miền núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, nhiệt độ xuống tới 11-12 độ C, rét hại vào sáng sớm và tối muộn. Sự thay đổi lớn về nhiệt độ và độ ẩm có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nên trong đợt không khí lạnh tới đây, người dân nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp để tránh bị cảm, viêm họng. Không khí lạnh tràn về, người dân Hà Nội diện thêm áo ấm khi ra đường. Sáng nay, dưới nền nhiệt khoảng 20 độ C tại Hà Nội, người dân khi ra đường đã khoác lên mình những bộ áo ấm, thậm chí trùm khăn, mũ kín mặt để thích nghi với không khí lạnh tăng cường, ghi nhận nguồn tin từ báo Dân Trí cho biết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngày 28 tháng 10, thời tiết Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C. Ghi nhận trong buổi sớm đầu tuần, nền nhiệt ở thủ đô Hà Nội ở mức trên 20 độ C. Nhiều người dân ra đường đã khoác lên mình những bộ áo ấm, mũ, khẩu trang hay bịt khăn kín mặt. Người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, đi chợ, khi ra đường vào buổi sáng sớm cần giữ ấm cơ thể để thích nghi dần với không khí lạnh. Người điều khiển xe máy trên đường cảm nhận rõ không khí lạnh vào sáng sớm nay. Hoạt động thể dục thể thao xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm vẫn diễn ra như mọi ngày. Với một số người, thời tiết chiếm lạnh đầu mùa không gây nhiều khó chịu, thậm chí khá thoải mái khi hoạt động bên ngoài. Cô Vũ Thị Hoài, hàng gai Hoàn Kiếm, vẫn giữ thói quen đi bộ vào mỗi buổi sáng sớm trên bờ hồ Hoàn Kiếm, chia sẻ. Với người Hà Nội, không khí lạnh đầu đông như một nét đặc trưng, mọi người sẽ sớm thích nghi với thời tiết. Tôi khá thích thú với thời tiết hiện tại, sáng sớm không khí khá trong lành, không quá lạnh. Một số người lựa chọn ngồi quây quần bên những ly trà ấm, trò chuyện buổi sớm đầu đông ven hồ Tây. Người dân khoác những bộ trang phục ấm áp khi ra ngoài, báo hiệu thời tiết Hà Nội bước sang mùa đông. Trẻ em ngồi sau xe máy, nếp mình vào bố mẹ để tránh gió lạnh đầu mùa. Với người lớn, một cái ôm nhẹ nhàng cũng đủ làm ấm, xua tan đi cái rét đầu đông. Sự đa dạng về ẩm thực của Hà Nội cũng cho người dân có nhiều sự lựa chọn, tìm món ăn sáng phù hợp như bún, phở, bánh cuốn nóng. Đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc ít nhất đến ngày 5 tháng 11.